Vinpearl cửa hội nha các bạn. Hôm nay vô đây uống cà phê Vinpearl cửa hội khá là đẹp. Sắp tới Vingroup mà làm cả cáp treo nữa, view cực kỳ đẹp luôn, cáp treo ra đảo Ngư. Bây giờ ở ngoài đảo Ngư thì người ta đã xây nhà ga cáp treo rồi, sau này người ta sẽ làm cả resort biệt thự ở đó nữa.